Anh ngại ạ. Vậy thôi anh hát đi. Đâu tông này anh hát được không ta? Gần nhỉ. Anh không muốn ạ. Anh không thuộc ạ. Anh không thuộc, anh đáng thuộc đi. Mọi người hay cũng thuộc hết trơn luôn. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đó, anh thấy chưa anh Tuấn? Trời ơi, có được rồi anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi, em đáng ngay anh Tuấn. Anh đáng lên. Cái câu nó dễ thuộc lắm. Đâu phải mong hết đâu là bớt đau, là bớt đau. Anh thuộc chưa? Hai câu thôi, hai câu thôi nhá. Bắt đầu nhá, chúng ta bắt đầu nhá. Anh chưa tập trung nhìn thẳng mắt em tên, đừng nghĩ đấy, không có điều gì cả nhé. Anh nhắm mắt lại và anh tưởng tượng xung quanh là mọi người là đều là không có mặt ở đây, chỉ có em với anh thôi. Là anh coi anh búng tay, anh búng tay là mọi người biến mất nha, mọi người biến mất, giả mù biến mất. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên. Em thấy anh hát đau hơn em rồi đó. Đau lắm nha. Phải đau á. Bây giờ này em nhờ quý vị khán giả của anh ấy. Nhiều khi lý trí con